Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào trưa ngày Chủ nhật 6 tháng 11 2022, Khối Tinh thần Ngô Đình Diệm và Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa miền Nam California đã tổ chức buổi tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và hai bảo đệ cùng quân dân cánh chính phủ Việt Nam Cộng hòa trong khuôn viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, Nam California. Và chúng tôi xin giới thiệu thành viên ban tổ chức là hai ông Nguyễn Văn Liêm và ông Tần Nam. Hàng năm thì Khối Tinh thần Ngô Đình Diệm có tổ chức buổi lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm vào đầu tháng 11. Và cái 2 năm trước đây vì đại dịch Covid nên không tổ chức được. Và năm nay chúng tôi lại trở lại để tổ chức buổi lễ này để tưởng nhớ đến một vị Tổng thống đã một đời hy sinh cho quốc gia dân tộc và là người khai sáng cái nền Cộng hòa Việt Nam. Thưa ông, tại sao có sự liên kết giữa Liên hội Cựu chiến sĩ và Khối Tinh thần Ngô Đình Diệm? Kính thưa quý vị, bởi vì Tổng thống Ngô Đình Diệm là ân nhân của toàn nước Việt Nam, chứ không phải riêng của một đoàn thể hay là một tổ chức nào. Thành ra chúng tôi, khi chúng tôi đứng ra kết hợp thì được các quý vị ở trong Liên hội Cựu chiến sĩ sẵn sàng để trợ giúp và cùng với một số đoàn thể cộng tác vào trong việc tổ chức này. Thì cảm nghĩ của tôi về vấn đề cố Tổng thống Ngô Đình Diệm thì thật sự là ông là một người yêu nước. Ông có công rất nhiều cho miền Nam Việt Nam. Ông đã xây dựng nên một cái nền đệ nhất Cộng hòa và ông đã khai sinh ra một nền kinh tế tự do cho miền Nam Việt Nam. Thì đối với chúng tôi là một người quân nhân đã tham chiến cho cuộc chiến trong chiến Việt Nam suốt thời gian dài thì chúng tôi hiểu nhiều về cuộc chiến đó. Thì nó có hai khuynh hướng, một khuynh hướng là thì họ không thích Tổng thống Ngô Đình Diệm vì họ cho ông là gia đình trị và họ đã hạ bệ ông. Nhưng mà lịch sử đã qua trang rồi. Cái điều đó là để cho lịch sử người ta phê phán. Trong phần nghi lễ tưởng niệm được tổ chức một cách rất trang trọng, Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu đã ca ngợi Tổng thống là con người yêu nước, đã giữ gìn cho miền Nam có một thời thanh bình thịnh trị. Chính phủ Ngô Đình Diệm ban hành quốc sách ấp chiến lược. Đây quả là một đối sách đúng đắn và vô cùng lợi hại của chính quyền nước bây giờ. Bởi vì mục tiêu căn bản của quân sách ám chiến lược là tách rời bọn Cộng sản ra khỏi đồng bào nông thôn, không cho chúng bám dựa vào dân để xây dựng cơ sở và hoạt động phá hoại. Cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải chọn lựa, một là ra hội chánh, hai là bị tiêu diệt. Và trước đó vào ngày 2 tháng 11, tại nhà thờ Westminster, Linh Mục Nguyễn Văn Khải đến từ Roma đã có bài nói về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm qua cái nhìn tôn giáo. Chúa Giêsu đã bị giới lãnh đạo Do Thái ganh tị và ghen ghét vì việc tốt Ngài làm và vì sự thật Ngài nói. Lịch sử cho thấy rằng cụ Diệm cũng bị giới lãnh đạo ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và nhiều quan chức Việt Nam ganh tị và ghen ghét vì những sự thật Ngài nói, vì những việc tốt cụ làm. Chúa Giêsu đã bị giới lãnh đạo Do Thái và Roma cấu kết với nhau để tìm cách loại trừ. Cụ Diệm cũng bị giới quan chức ngoại giao Hoa Kỳ và một số phản tướng Việt Nam Cộng hòa cấu kết với nhau để giết hại cụ. Chúa Giêsu bị bắt và bị giết vì các môn đệ của Ngài, người thì phản bội, người thì hèn nhát bỏ chạy. Cụ Diệm cũng vậy. Cụ bị một số tướng lãnh thân cận phản bội, trong khi những người khác lại không dám can đảm xả thân bảo vệ. Ở một phương diện khác sâu hơn, chúng ta thấy Chúa Giêsu chết vì Ngài biết rằng giờ của Ngài đã đến. Chúa Giêsu chủ động bước vào cái chết để cứu độ nhân loại. Giới chức quyền Do Thái bao nhiêu lần mưu hại Ngài nhưng đều không động chạm vào được Ngài vì giờ của Ngài chưa đến. Rồi đến lúc Ngài biết rằng giờ của Ngài đến, Ngài đã chủ động bước vào cái chết. Và cụ Diệm cũng vậy. Cụ biết giờ của cụ đã đến và cụ đã chủ động chấp nhận cái chết. Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng cụ chủ động chấp nhận cái chết vì rõ ràng rằng
nếu cụ chịu nhượng bộ Mỹ, nếu cụ chịu hy sinh chủ quyền quốc gia dân tộc, thì chắc chắn cụ đã không bị Mỹ hạ bệ. Kính thưa quý khán thính giả, buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và hai bảo đại cùng quân dân cán chính quyền nước Cộng Hòa đã kết thúc vào buổi chiều cùng ngày sau phần dâng hương, đặt vòng hoa và phần văn nghệ đấu tranh, cũng như phát hành đặc san Tổng thống Ngô Đình Diệm sống can trường chết hào hùng. Phan Đại Nam tường trình cho SPTN từ thành phố Westminster, Nam California.